Đồ gỗ Đức Hiền, kính chào các bác. Ngày hôm nay thì cháu Nguyễn Hưng Long con trai tôi đã đi dự lễ bế giảng về và cháu mang về 4 chiếc giấy khen. Thì gia đình rất là phấn khởi. Và hôm trước thì đi họp phụ huynh thì mẹ cháu có mang về cái bảng tổng hợp điểm trung bình hạnh kiểm học lực của cả năm. Đây năm học 2016-2017 là lớp 12A1 do cô giáo Nguyễn Thị Kim Nung là chủ nhiệm ở trường Phú Xuyên A. Thì hôm nay trong khi mà cháu đi bế giảng về, tôi mới xem lại cái bảng này. Thì như vậy là cũng báo cáo đến cô bác anh chị người thân là đây cháu Nguyễn Hưng Long đây là gần cuối của cái trang thứ hai. Thì như vậy là điểm học kỳ 1, học kỳ 2 và cả năm đây, môn toán học kỳ 1 là 8,8, xếp thứ 10, học kỳ 2 là 9,1, xếp thứ 6 và cả năm là 9, xếp thứ 9. Cái lớp 12A1 này các cháu là toàn là gấu với hổ với báo cho nên đạt đến 9, mà chỉ là xếp thứ 9 thôi. Môn lý của cháu là kỳ 1 9,5, xếp thứ 8, kỳ 2 là 9,3, xếp thứ 4 và cả năm là 9,4, xếp thứ 3. Cái này tôi không hiểu lắm tại sao là thường thường là giữa 84 thì thường là cháu phải đạt từ 4 trở xuống, rồi xếp thứ 3, không hiểu lắm. Môn hóa thì kỳ 1 là 9,3, xếp thứ 3, kỳ 2 là 9,1, xếp thứ 6 và cả năm là 9,1, xếp thứ 6. Môn tiếp theo là môn sinh học 84 là siêu thứ 4. Tiếp theo là môn tin học là 91, 90 và 90 là siêu thứ 2. Và cái này mới là cái tôi khoái này. Đây lia từ đây lên dịch trên thì quý vị nhìn xem nó là môn gì. Môn ngữ văn cháu thiên về khối A. Tuy nhiên là môn ngữ văn thì cháu là dòng thứ hai từ dưới đến dưới lên đây. Môn ngữ văn là kỳ 1 là 8,5 đứng thứ nhất, kỳ 2 là 8,3 đứng thứ nhất và cả năm là 8,4 cũng đứng thứ nhất. Và tiếp theo là cái này cũng đặc biệt là môn lịch sử. Kỳ 1 cháu đạt 8,9 đứng thứ nhất, kỳ 2 là 7,1 đứng thứ 29 và cả năm là 7,7 đứng xếp thứ 22. Cái này thể hiện là cháu đủ năng lực để có thể là đạt điểm cao, nhưng mà đây đã dồn tập trung cho cái khối tự nhiên của cháu cho nên là điểm số nó bị sút giảm đi. Tiếp theo môn gì đây? 81 sau môn lịch sử là môn địa lý, sau môn địa lý là môn tiếng Anh là cho đạt 92, kỳ 1 9,2 xếp thứ 4, kỳ 2 8,0 xếp thứ 23 và cả năm là 8,4 xếp thứ 14. Như vậy cũng vẫn là theo cái giống như môn lịch sử là đến kỳ 2 là rồi nó ôn thi là cháu buông ra. Tiếp theo môn tiếng Anh là môn giáo dục công dân. Rồi thì công nghệ thể dục, quốc phòng vân vân, mấy cái môn này thì toàn trên 8 phẩy cả. Và cái gì đây? Như vậy là giáo dục quốc phòng là toàn là thể dục là đạt này. Giáo dục quốc phòng là cháu đạt 85, 82 và 83 là tổng kết đứng thứ 2 trong cả lớp. Và đến điểm trung bình thì kỳ 1 cháu được 8,8 là đứng đầu lớp, kỳ 2 là 8,5 đứng thứ 2 lớp và cả năm là 8,6 đứng thứ 2 lớp.
kỷ luật không, đạt học lực giỏi và hạnh kiểm là tốt tốt tốt, và danh hiệu cuối cùng là giỏi hết. Đấy, xếp hạng đấy, xếp hạng đây là 1, 2, 2, tức là kỳ 1 đứng thứ đầu, đứng thứ nhất, kỳ 2 đứng thứ hai và cả năm là đứng thứ hai, và cái dòng cuối cùng có chữ L chắc nghĩa là lên lớp. Theo thông lệ là những người mà ở trên mức trung bình sẽ được có cái chữ L này. Như vậy là cháu được lên lớp, tức là ý là nghiễm nhiên tốt đại học chăng? Cái này thì không hiểu nổi. Thì đây là cái bảng điểm. Vì hôm nay khi cháu bế giảng về thì gia đình cũng rất phấn khởi, cho nên mới lục lại cái bảng này xem lại kỹ.